Xin chào mọi người. Đây tôi đang ở Sapa. Thì đến hôm nay ở Sapa là cũng được 5 ngày rồi. Cũng muốn là ở trên này để đợi cho dịch nó hết đấy. Từ hôm ở Sơn La đi về đây. Ngay cái hôm đầu tiên ở Sơn La mà nghe tin mà dịch nó bắt đầu nó lây lan trong cộng đồng ấy. Thì lúc đấy tôi nghĩ là 1-2 tháng sau thì sẽ tầm khoảng 3-4.000 ca cơ. Nhưng mà đến hôm nay thì chỉ có 800-900 ca thôi, gần 1.000 ca. Thì tôi cảm tưởng nó cũng không đến cái độ mà nghiêm trọng như cái lúc tôi nghĩ khi ở Sơn La đấy. Thì hôm nay tôi làm cái video này là muốn nói cho mọi người là đó, nếu mà nó dịch nó không quá chi là căng ấy, như hiện tại chẳng hạn, thì tầm hơn tuần nữa tôi sẽ quay lại Sơn La để đi tiếp. Cái hôm mà tôi ở Sơn La đấy, bắt đầu dừng chân đấy, thì lúc đấy là cũng có hai cái suy nghĩ, là một là dừng chân nên quay lại đâu, có nên quay về nhà để tiếp tục làm bánh, vừa tích thêm tiền vừa chờ đợi cho dịch nó hết hay không. Nhưng mà khi mà tôi đang định quay về thì ở quê thì nó lại bùng phát dịch, là cái tâm điểm của dịch Covid mới á, là ở Hải Dương á. Thì nên tôi quyết định là đi quay lại Sapa. Không, nhưng bây giờ thì thấy khá chi là ổn. Mọi thứ cuộc sống bình thường. Ngoài Đà Nẵng này, thành phố Hải Dương này, rồi các nơi kiểu tâm điểm khác, thì những chỗ khác thì tôi thấy rất chi là bình thường. Thời tiết ở trên Sapa nắng rất chi là đẹp. Mà đây cũng là cái mùa mà lúa chín ấy. Thì mấy hôm nay thì tôi với cả anh Đông thì cũng hai anh em thì cũng đi lang thang bản này bản kia để đi ngắm lúa. Thì bây giờ thì tôi sẽ cho mọi người xem những cái clip mà lúa chín ở trên Sapa nhé. Thì nếu mà mọi người có xem được cái clip này thì cứ thoải mái đi, đi lên Sapa đây du lịch vẫn bình thường. Tuy nó hơi ít yêu hơn một chút thôi. Mà tôi ra ngoài tôi vẫn thấy nhiều người đến từ các nơi đến đây để chơi. Đó, mục đích hôm nay tôi làm cái video này là cũng để muốn thông báo cho mọi người là như vậy. Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình sau vài ngày nữa. Đó, bây giờ thì đi ngắm lúa.